Đây là cái thành quả của Phú ngày hôm nay là được từng nhiêu đây mọi người? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 là Phú mắc hết 7 cái nha. Bữa nay Phú bật 19 cái. Phú mắc 7 cái mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phú đi ra cái con suối, Phú lại tiếp tục đi thăm những cái bẫy cua cũng là ngày hôm qua Phú đặt. Mà ngày hôm qua Phú đặt là trời rất là đẹp, nhìn cái con suối nó rất là tuyệt vời lắm. Rồi sau tới 2 giờ, 2 giờ bắt đầu trời đổ mưa. Trời đổ mưa bây giờ từ trên cái đầu nguồn mọi người. Người bây giờ nó chảy xuống bây giờ. Nguyên cái khu vực mà Phú đặt bây giờ nó đã chìm đâu mất rồi, không biết là tí nữa là Phú sẽ tìm thấy lại không. Hy vọng là những cái cỏ nó sẽ đầy lại. Ở đây là Phú cũng đặt một cái đây nè, mà nãy giờ Phú ngồi không thấy, nhưng mà Phú thấy ra một cái chú dơi này á là bị mưa quá rồi ướt cánh cho nên là không bay được mọi người, không bay được. Bây giờ nó đang còn quanh quẩn bên Phú nè, giờ Phú để xem coi cận cảnh cho mọi người xem cái con dơi nha. Đây là tí tao thả mày chứ tao không ấy đâu. Rồi nằm im để cho soi mọi người chiêm nghiệm cái loại dơi cánh dài nha, cánh dài. Ôi hai cái lỗ tai nữa nè, nhìn nó cũng đẹp, nó cũng hấp dẫn quá chứ. Lạnh nè, bây giờ mình tao giục mạnh lên thử mày bay được không nghe. Hồ biến chiêu, ôi bay được, bay được, bay được, bay được, bay được, bay được. Rồi đi đi nha, nhớ trời mưa lớn chi kiếm chỗ ẩn nấp nha. Bây giờ để Phú mò cái bẫy của Phú coi mọi người. Ở chỗ này thì nó không trôi được đâu. Phải hôm qua là Phú đặt thí nghiệm mà. Để bây giờ trong lúc chờ đợi thôi kệ đi mọi người. Bây giờ Phú mò, Phú hiện nó nằm ở đây mọi người. Đây, mà nó vô rất là nhiều luôn nha. Nè, cái bẫy này á là cái bẫy Phú mới vừa làm đây để mà Phú khai trương đầu mùa luôn. Phú khai trương đầu tiên luôn, tại vì cái lưới này là cái lưới 3 phân nha. Cái những cái lưới đợt trước á, những cái bẫy đợt trước á là nó có 2 phân thôi. Hai phân là nhìn thấy những con cua nó hơi khó, nó không được nhìn, nó không được trong lắm. Bây giờ khi Phú mới đổi qua, Phú làm cái lưới này nè, rồi để cho quay cho mọi người xem nó cho nó rõ được một tí ha. Nè, nó vô quá trời cua luôn, cua bự không à mọi người, cua bự với lại con cá trê, hai con cá trê nè, mà một con nhỏ nó vẫn ra không được nha. Này, một con cá trê nước ngập mà vẫn còn tìm lại được bẫy là mừng lắm rồi mọi người ơi. Bây giờ để Phú lên, Phú đi lại đằng kia, Phú tìm những cái kia thử cái xem sao nhé. Mình tưởng ở ngoài kia thì con suối nó chảy mạnh quá, nếu mà những cái bẫy mở nằm ở ngoài đó là mình không hy vọng. Còn những cái trong mà cỏ mà Phú quật hôm qua ở đây á, là cái cỏ này là Phú hy vọng là nó sẽ còn nha mọi người. Những cái hôm qua Phú làm dấu thì nó đã trôi mất tiêu hết trơn rồi, tìm thì không gặp cái dấu đâu. Hôm qua Phú đặt ở đâu đây, đây còn luôn nè, có mọi người ơi, có thấy chưa, ngon lành chưa. Còn cái Phú còn cũng một số bảy loại hai phân này với một số loại bẫy Phú mới làm nữa. Đấy, Phú được hai cái ha. Bây giờ hôm qua là ở chỗ này nó có một cái tổ ong, có tổ ong cho nên này Phú không đặt ở trên đây được. Hình như Phú đặt ở trên đây một cái, bên dưới góc này một cái mọi người. Mọi người thấy không, cái tổ ong màu vàng á, khủng khiếp bự không.
nếu mà mình không để ý là nó bực mình á. Rồi để đi Phú đi tìm. Bây giờ Phú lên trên cái chỗ cái tổ ong đó, là Phú có đặt một cái ngay đó. Tại vì hôm qua là Phú đi vòng đường kia thì thấy ổ ong đó, cho nên là Phú phải bọc qua bên đây. Phú đặt hôm qua cũng gần gần cái tổ ong này, cho nên nó cũng dễ nhớ mọi người. Nước sâu sâu. Phú đặt đâu đây? Đây. Nước ngập mà nhờ có cỏ này cũng đỡ đỡ. Đây là cái bẫy mới của Phú nữa nè. Đó. Quá trời luôn mọi người. Ha, cái bẫy mới là vô con cành cặn thành không à. Với lại nó rất là dễ thấy không? Được quá trời cua luôn. Con nào cũng nó bự bự không à nha. Rồi Phú để đi đi. Tí nữa là Phú sẽ đi gom tiếp những cái bẫy rồi cho mọi người xem. Ở trên cái đoạn đó, đoạn này. Để đi Phú đi tìm nó lại rồi Phú nhớ lại đâu Phú sẽ quay cho mọi người xem. Chứ bây giờ đi vừa đi tìm là nó mọi người xem theo chóng mặt lắm mọi người. Hôm qua Phú đặt ở trên góc này. Góc này thì còn một cái ở đây. Đây là Phú nhớ là từ ở bên cái thỉnh trống này nè. Phú đặt xéo qua bên đây. Mà thấy nước chảy chậm chậm này chắc hy vọng nó sẽ còn quá. Còn cái trên kia thì Phú đặt xong Phú quẳng cái cây mà cái cây nó trôi mất tiêu rồi bây giờ. Không biết cái bẫy nằm đâu nữa. Qua Phú đặt ở đây. Đâu rồi đó. Đây. Hơn là nó có cỏ này nó che lại nè. Quá trời luôn mọi người ơi. Đó. Nếu mà mình không bị mất bẫy là bữa nay là mình nhiều lắm đó. Đây cái này nữa. Rồi bây giờ Phú đi sang bên kia, Phú đi ngược lên. Tại vì hôm qua Phú đặt từ cái trên kia dòng xuống đây. Này con đường này lớn cho nên Phú đặt hai bên, bên mé bên kia nữa. Bên kia giờ nước chảy quá trời chảy luôn rồi. Bây giờ Phú để bẫy đây đi, khi Phú đi dòng xuống phía dưới này coi coi nó có trôi bẫy của Phú nó tấp trên bờ nào không nha mọi người. Mình vớt vát đây cho được cái nào hay cái đó ha. Mà nước chảy mạnh kiểu này là chắc nó đi ra biển Nam Thái Bình Dương luôn rồi, quá trời mạnh luôn rồi. Rồi giờ để Phú đi ngược qua bên kia là Phú đi coi lại nha mọi người. Hôm qua là Phú đặt ngang ở đây. Ở trên đây đâu đây có tổ chim của vị, đây là Phú đặt ở đường trên đây một cái nữa mọi người. Hy vọng là nó sẽ còn. Rồi, thả cái này nữa. Đặt chiếc đây cái cọng dây của mình vẫn còn nha. Ôi, quá trời luôn mọi người ơi. Cái này nó nhiều hơn cái kia luôn nè. Mà cái này nó có con rắn nữa nha. Đó, nó vô con rắn nước nè. Cái này là có hay gần 2 kg cua nha. Đó nha. Mà bây giờ Phú nè, cái nãy Phú đặt ở bên đó đó, đặt được 2 cái. Hai cái mà dở công tay luôn mọi người. Bây giờ ở trên kia Phú đặt cái góc bên đó, Phú đặt cái góc bên đó nó có một cái nữa nha. Giờ Phú đi qua đó Phú tìm cái đó cái đã. Ở đâu trên cái đoạn này nè Phú có một cái trên đây nữa nè. Mà Phú nhớ ra tại vì Phú đặt cái Phú quăng cái cây lên này. Cái này nó hơi trơn nước đục. Chắc là còn chưa có cái đó nha. Một Phú đặt ở trong đây nè. Để Phú mò nó.
sau khi Phú mò được, Phú phát hiện nó nằm ngay chỗ này. Tại chỗ này nước nó chảy vậy thì nó không có trôi bảy Phú, Phú nằm đây. Hôm qua Phú dục, qua Phú dục cái nhánh cây này nè, mà nó trôi mất tiêu rồi. Đây mọi người, đó, cái này nó vô còn nhiều hơn mấy cái hồi nãy luôn nha. Nè, nhiều hơn là hai cái này nữa. Đó, cái đó là nửa xúc lợp luôn rồi mọi người. Này cái kế nãy nè. Đó. Đó mọi người. Cái này thì thôi luôn. Cái này khoảng 3 kg luôn mọi người. Nặng quá trời nặng luôn nè. Bây giờ Phú không có đem cái gì. Phú nghĩ là nó sẽ mất bẫy rồi cho nên là Phú không có đem cái sọt theo nữa. Tại mưa lớn quá lớn mà. Bây giờ Phú đem cái mấy cái lồng ở bên kia đó nha.